Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đẹp 274 của công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà mới, mẫu nhà một tầng mang mã số BT1113. Đây là mẫu nhà được chúng tôi hoàn thiện thiết kế vào tháng 6 năm 2019 cho bác Chiến, địa chỉ ở Thanh Hóa. Trước tiên, tôi xin được nói sơ qua ý tưởng của gia chủ về ngôi nhà này. Xuất phát từ hoàn cảnh của bác là ngôi nhà bác đang ở đã cũ và xuống cấp. Gia đình bác có 3 người con, các anh chị đều đã đi làm xa và có nhà cửa khang trang. Tuy nhiên, cứ mỗi đến dịp lễ hay nhà có giỗ là cả nhà sau khi xong việc lại phải lo chỗ nghỉ ngơi. Nhiều khi con cháu muốn ở chơi với ông bà lâu hơn cũng không được. Chính vì vậy, do nhiều thứ bất tiện và không còn phù hợp với hoàn cảnh, bác Chiến đã quyết định nhờ chúng tôi thiết kế cho một căn nhà với tiêu chí đó là thật nhiều phòng ngủ. Và đề bài đưa ra là trên mảnh đất rộng 280m², chiều rộng là 15m, chiều sâu là 18m. Chúng tôi cần phải thiết kế một ngôi nhà một tầng, mái thái, tân cổ điển với một phòng khách rộng và nhiều phòng ngủ. Phần sân ở phía trước phải mở rộng nhất có thể để bác có thể để được ô tô và có thể trồng cây cảnh. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy diện tích đất cũng không phải quá lớn so với yêu cầu của bác, và khu đất có sự đặc biệt nhất định khi có thêm một góc đất nhỏ ở bên phải. Chính vì thế, chúng tôi đã đề xuất phương án thiết kế nhà mái thái cấp 4 có thêm tầng lửng như sau. Xin mời các bạn cùng xem thiết kế mặt bằng. Như các bạn đang thấy ở trên màn hình, ngôi nhà được thiết kế theo kích thước phủ bì một chiều là 13m, một chiều là 10m2. Diện tích sử dụng là gần 190m², tính cả tầng lửng, với một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, 5 phòng ngủ, 3 vệ sinh, một sân phơi để đồ. Sau đây, để giúp các bạn dễ hình dung không gian hơn, mời các bạn cùng xem phương án phối cảnh tổng thể nội thất do chúng tôi thực hiện. Ở góc nhìn nội thất thứ nhất, đây là phòng khách, rộng 30m². Phòng khách được thiết kế rộng, trần cao, giúp không gian trở nên thoáng hơn. Ngay tại vị trí phòng khách, có cầu thang để đi thẳng lên tầng lửng. Khi nhà có giỗ chạp hay lễ, bàn ghế sẽ được chuyển ra vị trí dưới gầm cầu thang để tạo ra một khoảng không gian thoáng đủ rộng để bày vài mâm đấy ạ. Đây là phòng bếp rộng 18m², với yêu cầu phòng bếp không cần quá to vì thực tế sử dụng chủ yếu là hai bác. Vậy nên, diện tích như thế này thì cũng là vừa đủ để sinh hoạt. Đây là hai phòng ngủ bên dưới, diện tích là từ 15-16m² một phòng, với một phòng khép kín của hai bác, bao gồm có tủ âm tường và vệ sinh riêng. Đây là hai vệ sinh với diện tích là 3,6-4m². Đây là sân phơi để đồ, máy giặt, xe đạp, xe máy, máy chạy bộ của chủ nhà. Nhận thấy mảnh đất của bác có một phần đất lồi ra, chúng tôi đã tận dụng khu vực này để làm một sân nhỏ để phơi quần áo hay tạo một góc sân vườn cảnh quan. Chút nữa các bạn sẽ thấy rõ điều đó ở trên phối cảnh tổng thể ạ. Chuyển sang góc nhìn phối cảnh nội thất thứ hai. Vị trí chúng tôi đang đánh dấu đây là cầu thang. Cầu thang dẫn từ phòng khách đi thẳng lên tầng lửng. Cầu thang được thiết kế gọn gàng vì là tầng lửng nên cầu thang ít bậc, giúp việc đi lại đối với người già cũng không quá khó khăn. Thẳng cầu thang là gian thờ rộng 12m². Với diện tích rộng rãi như thế này thì khi nhà có giỗ chạp vẫn đảm bảo đầy đủ không gian để cho việc làm lễ hay cúng bái. Đây là 3 phòng ngủ, diện tích từ 15-18m² một phòng. Ở tầng lửng, chúng tôi chỉ thiết kế một nhà vệ sinh do yêu cầu của gia chủ. Đây là phòng của các anh chị đi xa, thi thoảng mới về, vậy nên cũng ít sinh hoạt. Trên đó chỉ cần một phòng vệ sinh là được. Đi hết phần nội thất, chúng ta cùng chuyển đến phần ngoại thất các bạn nhé. Về phần ngoại thất của ngôi nhà, như các bạn đang thấy, ngôi nhà được thiết kế theo kiểu mái thái, đường nét tân cổ điển. Với yêu cầu của bác là thiết kế sao cho ngôi nhà không cần quá hoành tráng, nhưng phải nổi bật và đọng lại cho người đi qua cảm giác lưu luyến, muốn được quay trở lại ngắm mãi. Một đề bài quả là khó đúng không các bạn?
Và có lẽ ngôi nhà này, chúng tôi cũng không xin trình bày nhiều về phần ngoại thất, mà để mỗi bạn đọc tự xem video và cảm nhận. Với chúng tôi, mỗi một ngôi nhà đó là sự nghiên cứu tỉ mỉ từ đường nét chi tiết cho đến công năng của ngôi nhà. Như các bạn đang thấy, thay vì sử dụng con tiện bê tông, thì ở ngôi nhà này chúng tôi lại thiết kế lan can thép, sơn giả đồng, khiến khu vực sảnh của ngôi nhà nổi bật, sang trọng và điệu đà hơn, đúng không ạ? Ở góc nhìn tổng thể, các bạn có thể thấy chúng tôi bố trí thẳng cổng vào, đó là một mái thép nghệ thuật sử dụng tấm lập nhẹ xuyên sáng để che nắng, che mưa cho ô tô. Chuyển sang góc nhìn này, vị trí này chính là sân phơi để đồ mà chúng tôi đã trình bày ở phần mặt bằng. Chỗ này chúng tôi thiết kế một mái che dạng lan bê tông và một góc vườn nhỏ để gia chủ thư giãn. Bác chia sẻ, chỗ này sau này là bác sẽ để treo lồng chim, ngồi đây uống trà và nghe chim hót thì còn gì thoải mái bằng, đúng không các bạn? Tổng chi phí dự toán phần thô của ngôi nhà được chúng tôi dự toán là khoảng 1,4 tỷ ạ. Đây là giá dự toán có tính chất tham khảo. Nếu các bạn có ý định xây dựng nhà theo mẫu thì đơn giá có thể thay đổi theo cách thi công và hoàn thiện tại từng địa phương và theo từng thời điểm. Vừa rồi là một vài chia sẻ về mẫu nhà mới của chúng tôi. Các bạn thấy mẫu nhà BT1113 thế nào ạ? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới ô bình luận của video nhé. Video này chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.